Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Kiếm Tiền Online đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game T-Win nhé. Với con game T-Win này thì mình cũng hướng dẫn anh em nhiều thủ thuật, chơi nhiều trò rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục anh em với cái trò Six Ball nhé. Vốn mình hôm nay có 50k. Với cái thủ thuật hôm nay mình hướng dẫn anh em thì anh em không phải lo ngại cái điều mà đánh nhiều cửa họ không cho rút nhé. Với thủ thuật mình thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cầu trước về con gì thì mình quất luôn con đấy nha anh em. Cầu trước về 5 xong sẽ về 3 với 6, mình sẽ đánh nhá 3, 6 rồi thêm con 5 nữa, lỡ nó có về nằm lại ra 6 này anh em. Trên YouTube dạo này có một số người hướng dẫn anh em ấy đánh cả chắn với lại đặt cả con lẻ luôn. Đánh như thế thì khó rút nha anh em. Với lại cái thủ thuật của mình đấy thì cũng áp dụng ăn khá là ngon anh em. Và anh em cũng không sợ là không rút được tiền nhé. Kênh mình thì chuyên làm về game CS68 với lại game T-Win. Với lại những cái thủ thuật thì mình cũng tìm hiểu nhiều với lại suy nghĩ nhiều thì mới ra những cái thủ thuật như thế này để hướng dẫn anh em. Nếu mà anh em thích thì like với chia sẻ giúp mình nhé, để mình có động lực làm thêm những video khác nha anh em. Anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới video, số lượt like cộng số Momo. Tối nay mình like kim bên kênh chính, mình sẽ lấy bình luận của video này quay random phát lọc cho anh em nhé. Link kênh chính mình để dưới phần mô tả nhé anh em. Với lại anh em nào mà chưa tải game thì link tải game mình cũng để dưới phần mô tả, anh em tải để chơi thử nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con game nhé. Mắc một ván, thắng hai ván, mắc một ván. Nó nằm bệt lại con ba anh em ạ, nên nó không thể ra 1-2 được. Anh em nếu mà đánh 3 cửa thì có thể đánh bệt lại nhé. Ván này lúc nãy con 1-2 không ra được thì ván này mình sẽ đánh 1-2 tiếp. Tất tay hết rồi đấy anh em ạ. Còn mỗi 50k. Một nào. Một luôn anh em. Đấy 30k anh em. Có 109. Mình là mình tính đánh 2 cửa, đánh càng ít càng tốt. Mà anh em muốn chắc ăn hơn thì có thể đánh 3 cửa thì đánh bệt lại một cầu nhé. Ra con gì mình bệt con đấy. Với lại cầu lúc nãy ra con gì thì mình đánh con đấy nhá anh em. Mới đây ra con 1 thì chỉ có một cầu con 5 thì mình đánh 5-20k đi. Ra 4 anh em ạ. Mà anh em muốn bắt cầu chắn lẻ thì anh em cũng bắt thủ thuật như mình nhá. Nhìn những cầu trước xem nếu mà ra con 4 xong mà ra cầu chắn, hai con 2-3 cầu trước nó ra chắn thì anh em cứ giá vào chắn nhé. Hoặc là bắt đúng con thì cũng bắt như mình. Cầu trước ra 4 xong là ra 6. Giờ mình sẽ đánh 6-20k. Là vì những cầu trước chỉ có một cầu thấy con 4, rồi sau đấy ra con 6 nên mình cũng chẳng biết đánh cửa nào nữa, nên mình đánh một cửa thôi. Về 6 luôn anh em. 6 lúc nãy sẽ về 3-3-5. Lẻ chắc chắn anh em ạ. Hai cầu trước 6 xong sẽ ra lẻ. Đấy anh em bắt chắn lẻ thì cũng bắt theo kiểu này. 3-5 nhá, mỗi con 40k. 3-5 nào. Đúng 5 luôn anh em. Đấy anh em thấy chuẩn không? Cầu mình bắt có chuẩn hay không? Anh em có thể áp dụng để chơi nhá. 50k mình lên 420 rồi anh em ạ. 5 xong, 5 xong sẽ lại 6. 6 với 3. Cầu trước là 3, sau đấy là 5 lại 6. 3 với 6 mình thấy côn này không đẹp, mình nghĩ là ra lẻ tỷ lệ cao hơn nên mình sẽ bỏ côn này. Anh em mà thấy mà không chắc chắn thì có thể bỏ qua nhé anh em. Ra lẻ tiếp rồi anh em. 5 giờ lại 3 với 6 à. 3 với 6. Rồi cầu này chắc là mình sẽ theo 3 với 6. Chẳng lẽ nó lại về con 5 tiếp anh em. Rồi cầu này mình sẽ đánh 3 với 6, mỗi con là 30k nhá. Kết thúc cược. Đánh nhỏ nhỏ thế thôi anh em, vốn nhỏ mà. Lại ra con 5 tiếp anh em ạ. Vãi, 3 cầu liên tục ra con 5 luôn anh em. Cái này mà cầu như cầu này mà thủ thuật, dùng thủ thuật trước của mình ấy thì ăn chắc luôn anh em. Ván này 3 với 5 tiếp nhá, mình sẽ đánh to tí, đánh 40k. Có con 5 nữa không ta? Làm con 5 nữa đi, 5. Ra con 2 anh em ạ. Ăn được 40k. Đấy, đáng lẽ là mình ăn từ cầu trước đấy anh em. Nhưng mà nó nằm cầu bệt 5 dài quá. Chắn. Cầu này thì chắn đẹp này.
Cầu trước là về 5 với 6. Ok, ván này mình sẽ đánh 5 với 6 con 30k. Nhưng mà mình nghĩ chắn cao hơn ấy. Tỷ lệ chắn về cao hơn. Về 6 anh em 40k. Lùng ngay 40k. Gần 700k luôn anh em. Lái hơn 600 rồi. Xem lại cầu thế nào nào. 6 xong lại 5 với 3. Thế thì chắc chắn là lẻ rồi anh em. Cứ 3 với 5 mà giá thôi anh em. Mình đánh mỗi con là 30k nhé. Ok, 30k đủ rồi. Ra 4 anh em. Trật rồi anh em. Thì cũng phải có côn trúng côn trật chứ anh em nhỉ. Đánh mà côn nào cũng trúng cả thì sợ game nó lại fit lại. Phải lâu lâu thả ván chứ. 4 xong sẽ là 6. Rồi mình sẽ đánh 6 20k. Đánh nằm luôn con 4 nhé. 4 10k thôi. Đánh nhỏ. Ra 4 tiếp này. Đánh cầu nằm cũng ngon anh em nhỉ. Cũng hay nằm đấy. Mình lại đánh lại 46 thôi anh em. Theo mình ấy, anh em cứ dùng thủ thuật như thế này. Nhưng mà đánh 3 cửa đi. Mình đánh chỉ có 2 cửa thôi. Anh em đánh 3 cửa. Một là 2 cửa trước của nó. Xong đấy là đánh cầu nằm của nó nữa là 3 cửa. Anh em tỷ lệ ăn rất là cao luôn anh em. 6 này 20k. Đấy anh em thấy không? Mình đánh nhỏ. Đánh chỉ có là 10k 20 đến 40k là cao nhất. Mà giờ lái gần 700 luôn này anh em. Đấy anh em thấy thủ thuật này có chính xác không? Tỷ lệ ăn rất là cao luôn. 4 tiếp này anh em. 4 20k. 4 xong lại 6 thôi anh em. 6 với 6 này. 2 cầu trước 4 xong lại 6 với 6 này. Thì tiếp tục giá 6 nhé. 6 với 4. Chắn là một giấy dài dằng dặc rồi anh em. Ván này ra lẻ không? Ra con 3 luôn anh em ạ. Ra con 3. Cầu trước 3 sẽ lại 1. 1 với 3. Ok, quyết định thế đi. Giá 1 với 3 nhé. Đánh 1 với 3 to to tí. Đánh con 1 50k luôn. Con 3 40 đủ rồi. Ra 4 anh em. 3 lại 4 à. 4 lại xuống 3 này. 4 6. Giờ 3 6. Giờ mình sẽ đánh 3 6. Ván này mình ghi chắn nhiều hơn. 3 6 giá nhiều nhiều nha anh em. Nhanh giàu. 60k 70k luôn. Mỗi con 70k. Ra con 3 à. Ngon ngon anh em ơi. Lên gần một củ luôn rồi anh em. Xem cầu thế nào nào. 3 3 xong sẽ lại 4. 4 với 1 nhá. Ok, 4 với 1. Quất luôn con 20k. Kết thúc cược. Ra 1. Ngon. Quá là chính xác anh em nhỉ. Lên luôn một củ anh em. Một củ 67. Lái tròn một củ luôn rồi anh em. Với vốn mình 50k. Lái một củ là chắc là mình ok đấy. Mình sẽ dừng video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở live stream tối nay nhé anh em. Bye bye mọi người.